mà ở trong kia đột nhiên dâng lên trên sóng to gió lớn tác dụng phía dưới. Một ít loại nhỏ thuyền thậm chí bị sóng biển trực tiếp quăng lên. Trong lúc nhất thời, tam đại hạm đội nhất thời lâm vào trong hỗn loạn tưng bừng. Ánh lửa bắt đầu xuất hiện ra ở trong biển sóng. Đó là một ít loại nhỏ pháo hạm vòng phòng hộ không chịu nổi, bị cái kia ăn mòn mưa axit phá vỡ vòng bảo hộ, kíp nổ ra ở đạn pháo xuất hiện tuẫn bão. Hồn thú lực lượng chung quy là có hạn, dù sao trên thế giới này là không cho phép xuất hiện ra cường giả thần cấp, nhưng mà thiên nhiên lực lượng cũng đã vô hạn. Vô luận liên bang tam đại hạm đội mạnh mẽ đến mức nào thì chúng nó tại trong đối mặt với thiên nhiên tuyên ý này thì cũng như trước có vẻ nhỏ bé. Trần Trạch Vũ lúc này đã sắc mặt đại biến, trong lòng lần đầu tiên xuất hiện ra hốt hoảng cảm xúc, không biết địch nhân mới là đáng sợ nhất, hơn nữa hắn cũng chưa bao giờ từng gặp qua phải trước mặt loại tình huống này. Nhanh, lập tức hướng tổng bộ cầu viện, thỉnh cầu trợ giúp. Mà cũng đúng lúc đó, trung ương quân đoàn tại cái kia to lớn hải khổng tú xuất hiện ra, tiếng cảnh báo cũng đã vang lên, bọn họ cũng đồng dạng đang chú ý bên này chiến sự. Căn bản không dùng Trần Trạch Vũ cầu viện, thần bút đấu la Dư Quan Chí cũng đã ra lệnh, trung ương quân đoàn Tây Bắc quân đoàn không quân chuẩn bị lên trên không trợ giúp, thỉnh truyền linh tháp xử lý các học viện, đường môn cao tầng tiến đến nghị sự, chiến thần điện điện chủ chiến thần điện chuẩn bị xuất chiến. Trong biển rộng bắt đầu biến hóa đến quá đột nhiên, mọi người đều có một loại trở tay không kịp cảm giác. Cổ Nguyệt Na cảnh báo lời nói mới vừa rồi nói xong, địch nhân vậy mà liền đã muốn xuất hiện. Trần lão, cái kia to lớn sinh vật là cái gì vậy? Ngài quen biết không? Dư Quan Chí lúc này hướng Trần Tâm Kiệt hỏi. Luận về hải chiến, không có người nào so với hãn hải đấu la Trần Tâm Kiệt có kinh nghiệm hơn. Vì này tuyệt đối là đường đại hải chiến đệ nhất nhân. Hơn nữa thân là hãn hải đấu la, hắn đối mặt với đại hải cũng đã rất quen thuộc nhất. Trần Tâm Kiệt lúc này sắc mặt trầm ngưng, giống như con trai. Hắn lúc này chưa bao giờ thấy qua khổng lồ như vậy hải hồn thú. Còn không biết là cái gì, hẳn là cá voi loại hồn thú, nhưng cái này loại hình thể chúng ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy. Hiện tại chỉ có thể là cầu nguyện thứ này cùng với vực sở bị diện không có quan hệ. Theo khả năng đủ ảnh hưởng, liên tưởng ra phạm vi, cùng với đối với đại hải ảnh hưởng, ít nhất cũng là chuẩn thần tầng thứ cường giả. Tu vi chỉ sợ còn muốn ở trên ta, hơn nữa đang ở trong biển rộng lương tựa theo đại hải đối với nó tăng phúc, cái này không phải chúng ta bình thường tàu chiến có thể xuống chiến. Tổng chỉ huy, ta thỉnh cầu tự mình đi trước, đi trợ giúp tam đại hạm đội ổn định lại thế cục. Được, Dư Quan Chí lúc này sẽ trở hắn những lời nói này đấy. Có hãn hải đấu la Trần Tâm Kiệt, tự mình chủ trì hải thần quân đoàn, sức chiến đấu tuyệt đối có thể nói, đề cao 3 thành trở lên. Hơn nữa có hắn vị này chuẩn thần tọa chấn, đối mặt với cường địch cũng có thể ứng đối tự nhiên. Rầm rầm rầm. Đúng vào lúc này, 3 tiếng lổ vang đột nhiên xuất hiện ra ở trong bộ chỉ huy tiền tuyến ở trong máy bộ đám, nháy mắt hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Mọi người không hẹn mà cũng nhìn về phía một bên trên vách tường, gắt ra các loại thông tin các loại hồn đạo khí. Nhất thời kinh hãi phát hiện ra, từng đoàn lổ mạnh xuất hiện, mà cái kia xuất hiện vị trí rõ ràng đúng là huyết thần quân đoàn, chính tại trong kiếm luận huyết thần đại trận cái kia địa phương, cũng chính là vực sâu tông đạo lúc trước phòng bế địa phương. Bọn họ tối không hy vọng rằng gặp phải tình huống đúng là vẫn có xuất hiện, hơn nữa ngay tại thời điểm mấu chốt này xuất hiện, ở đây mọi người không khỏi đồng thời biến sắc. Dư Quan Chí thậm chí tại mãnh liệt đứng lên trên, gấp giọng quát, sao lại thế này? Mà ngay sau đó hình ảnh cũng đã trả lời vấn đề của hắn. Một cỗ to lớn màu xám đen cột sáng chợt từ dưới đất phụt mà ra, chính đang ở trong quá trình kiến thiết huyết thần đại trận nhất thời bị xung kích sụp đổ. Tuy rằng chung quanh phòng ngự lửa đạn nháy mắt này liền triển khai xả công kích, khả chúng nó tiến vào trong kia bụi hắc sắc quang mang viễm vi, cơ hồ là nháy mắt liền bị luốt hết. Lần lượt từng thân ảnh theo cái kia bụi hắc sắc quang mang này bên trong tách ra, rõ ràng đúng là từng con thân hình khổng lồ thủ hộ ra thiên nghiêu. Tại đây chất vực sâu thủ hộ thiên nghiêu trên lưng, vô số thâm biên sinh vật giống như giếng phun bình thường bay vụt dựng lên, hướng tới bốn phương tám hướng khởi xướng ra đánh sâu vào. Đúng vậy, vực sâu thông đạo mở ra, thâm biên sinh vật đã trở lại. Không cần Dư Quan Chí xa lánh, tất cả hệ thống phòng ngự toàn bộ mở ra, các loại hồn đạo khí tiếng gầm rú, đạn pháo, xạ tuyến bao trùm nhất thời làm cho tiến ra một cái chớp mắt, còn tập phần bình tĩnh cực bác lời đấy, lại xa vào trong đến trong một mảnh hỗn loạn. Đáng khiếp sợ hơn đồng thời, Dư Quan Chí lập tức hướng bên người của hãn hải đố là Trần Tâm Kiệt nói. Trần lão, ngài vẫn là đi hải thần quân đoàn cái kia bên đấu giới, trên biển không cho sơ thất, mất đi trên biển cái chân, cũng là đem thế không thể nào ngăn cản được thâm biên sinh vật xâm nhập.
Được, Trần Tâm Kiệt lúc này đáp ứng một tiếng, xoay người liền đi ra ngoài. Sức mạnh của một người không có khả năng bận tâm toàn trường, hắn nhất định phải đến có thể trình độ lớn nhất phát huy ra chính mình tác dụng địa phương đi. Dư Quan Chí lúc này chuyển hướng Cổ Nguyệt Na rồi nói: Cổ tháp chủ, cũng muốn phiền toái ngài xuất thủ, thỉnh dẫn các ngươi chữa linh tháp cường giả giúp chúng ta một tay. Được, Cổ Nguyệt Nàng gật đầu không chút do dự xoay người rời đi. Đối với nàng mà nói, vực sâu lăng lưỡng cũng đồng dạng có phi thường khắc sâu ý nghĩa. Đột nhiên xuất hiện ra công kích, chấn động toàn bộ liên bang đại quân. Liên bang đại quân duy nhất hẳn là cảm thấy chuyện may mắn là bọn họ bây giờ còn chưa có cò rút quân, còn có vẫn duy trì liên bang trước mặt lớn nhất cường độ binh lực ở trong này. Sử lấy các học viện cùng với đường môn, nơi đóng quân cũng cơ hồ là trong cùng một lúc này nhận được cảnh báo. Đang ở tĩnh dưỡng bên trong lăng tử thần cơ hồ là nháy mắt bùng người dậy lên, nhanh chóng hướng ra khỏi phòng, đi vào sinh mệnh từ bên cạnh cây, nhìn về phương xa. Theo vị trí của nàng, có thể thấy rõ ràng xa xa lửa đạn tiếng gầm rú rõ ràng truyền đến. Lăng tử thần lúc này mày nhíu chặt lẩm bẩm: Nhanh như vậy, chúng nó quay lại nhanh như vậy mà liền đã muốn khôi phục lại. Xem ra Vĩnh Hằng Thiên Quốc cũng không có khả năng mang cho bọn hắn sự đả kích mang tới tính chất hủy diệt. Ít nhất Vĩnh Hằng Thiên Quốc uy lực oanh kích về sau, chúng nó nhiều chưa có thể chuyển hóa làm vực sâu lăng lưỡng, hơn nữa hoàn thành ra sống lại. Vĩnh Hằng Thiên Quốc chính là xạ tuyến, uy lực dù sao chỉ có thể phát huy ra khoảng 1/3, thật sự là có chút đáng tiếc. Vừa nói nàng ngẩng đầu, nhìn mình ở bên người sinh mệnh kế con. Dựa theo thánh linh đấu là nhã lị yêu cầu, người bị thương nặng nàng là không thể nào giờ đi lời này, nhất định phải ở trong sinh mệnh kế con thẩm thấu vào trong chậm rãi chữa trị thân thể của hắn, nhất là bổ sung tự thân sinh mệnh năng lượng. Nàng càng không có khả năng vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Nhã lị lục trước liền đã nói với nàng, thân thể của hắn lúc này, lần trước vận dụng Vĩnh Hằng Thiên Quốc thời điểm, đã muốn xuất hiện ra một ít không thể bù đắp lại tổn thương. Loại này tổn thương không phải trị liệu có thể chữa trị, nhất định phải trải qua thời gian dài, điều chỉnh mới có thể khôi phục, mới có thể còn không phải tuyệt đối có thể khôi phục. Nhã lị ở trong nói với Lý Sa cho rằng, cho dù có thể chữa khỏi, nàng cũng rất khó sống quá 60 tuổi, thật sự là bởi vì lần trước lỗ mạnh đối với nàng mà nói, căn nguyên thương tổn quá lớn. Mà điểm này, Lăng Tử Thần cũng không có nói cho những người khác, chỉ là tự mình biết mà thôi. Thâm uyên sinh vật lại lần nữa tới, lại làm cho hai tròng mắt của nàng bên trong xuất hiện ra một chút kỳ dị quang huy. Lại nhìn thật sâu liếc mắt một cái lửa đạn liễu thiên phương hướng, tiếp theo một cái chớp mắt, nàng đã muốn xoay người bước nhanh đi trở về gian phòng của mình. Mở ra chính mình hồn đạo màn hình, nhanh chóng đem liên tiếp con số phát ra đi tiến hành tiết lộ, sau đó bắt đầu rất nhanh sửa sang lại mấy ngày này, nàng tập hợp ra xuống một ít tư liệu. Những tài liệu này đối với đường môn mà nói mới là vật chân quý nhất. Phía ngoài lửa đạn mấy ngày, liền giống như có lẽ đã cùng với nàng đều không quan hệ, mà lúc này đây, vô luận là xử lý các học viện hay là người của đường môn đều sẽ không tới tìm nàng, cũng không có ai chú ý tới, vị này cũng đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, ở sở nghiên cứu trưởng đang làm gì. Đồng dạng là ở trên đỉnh núi, sở hữu, đường môn cùng với xử lý các học viện cường giả cơ hồ đều là đi xa mình doanh trại, ngắm nhìn phương xa, mỗi ngày sắc mặt đều là cực kỳ trầm ngưng. Vực sâu đại quân đến lần nữa, mà lần này bọn họ đã không còn Vĩnh Hằng Thiên Quốc, song phương đã không có khoảng cách, thậm chí còn vừa mới nhận được tin tức, tam đại hạm đội kia cũng đang gặp phải tập kích. Cái này không thể nghi ngờ, đem sẽ trở thành một hồi thảm thiết vô cùng vật lộn, mà đối mặt với mỗi người bọn họ mà nói, cái này đều muốn là cực kỳ gian khổ. Đa tình đố là tang hâm, thánh linh đố là nhã lý, quang âm đố là lòng giả nguyệt, thái thản đố là nguyên ẩn chấn thiên. Mấy vị này hơn nữa, mấy vị khác cực hạn đố là lúc này đều đã tụ tập ở cùng nhau. Tang Hâm trầm giọng nói, đối phương nhất định là rất rõ ràng chúng ta bên này đang làm cái gì, bọn họ không muốn làm cho huyết thần đại trận hoàn thành, mới trận ở trong phía sau phát động ra công kích, hơn nữa nhất định đến chuẩn bị, cái này khoảng cách thêm gần, hơn nữa vực sâu vị diện nhất định sẽ toàn lực ứng phó, đã không có Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chỉ có thể đánh bừa. Long lão, ngài có đề nghị gì không? Bộ chỉ huy bên kia là để chúng ta đi tìm trương trợ giúp. Long Dạ Nguyệt lúc này không chút do dự nói, Vũ Lân bế quan còn chưa hề đi ra, đường môn đấu la điện, quân đoàn sẽ lần nữa là tác chiến chủ lực.
Chúng ta không thể nào tách ra, làm chủ yếu sức chiến đấu nhất định phải tập trung ra ở cùng nhau. Ta đề nghị chúng ta xử lý các học viện bên này, mọi người tạm thời gia nhập vào đường môn ở trong quân đoàn, cũng tùy các người đi ra chiến, tận khả năng giảm bớt thương vong. Chúng ta lão gia hỏa này tự nhiên là muốn chống lại vực sâu vị diện những cường giả kia. Vừa nói, ánh mắt của nàng nhìn về phương xa, hắn đang làm gì đấy? Hải thần quân đoàn gặp tập kích, hắn nhất định sẽ không ngồi xem bất kể. Địch nhân có thể đồng thời từ trong hai phương diện phát động ra thế công. Lúc này đây, cùng với trước kia so sánh, mặc dù không có huyết hà thí thần đại trận, nhưng mà trình độ khó khăn nhất định sẽ không hơn kém. Tăng Hâm gật đầu nói, chính có như vậy, không nghĩ tới vực sâu vị diện nhanh như vậy sẽ lại phát động ra công kích, hy vọng vũ lần sớm sẽ một chút, không có hắn hoàng kim long thương, trận chiến này không tốt đó. Đường môn xử lý các học viện các cường giả rất nhanh tập hợp lại cùng nhau. Đường môn bên này lấy đa tình đấu la Tăng Hầm cầm đầu, hơn nữa đấu la điện chúng nhiều cường giả, trong đó phong hào đấu la cũng có 10 vị làm nhiều, trong đó đạt tới siêu cấp đấu la vì trình tựu tu vi có 5 vị. Nếu không là lúc trước xử lý các thành bị tạc trận kia đại tài lán, số người này còn có thể nhiều rất nhiều. Xử lý các học viện bên này lấy quang ám đấu la Long Sạ Nguyệt cầm đầu.